Chiều 24 tháng 5, mở đầu phiên thảo luận tại tổ về các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thông tin đến các đại biểu về vụ cháy ở trung kính Hà Nội làm 14 người chết. Ông đã xuống hiện trường kiểm tra vào sáng nay. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác phòng cháy chữa cháy gặp bất cập ở chỗ khi làng lên phố, giá đất tăng lên bà con cơi nới nhà cũ để cho thuê. Điều này phá vỡ toàn bộ quy hoạch làng xưa. Thượng tướng Trần Quang Phương mô tả, ví dụ, hẻm sâu, các nhà ở trong đó cơi nới vì làm lâu rồi, từ năm 1997, từ trục đường chính vào đến nhà, có tới 5 khúc cua, càng vào sâu trong hẻm thì càng chật. Vào bên trong, một chiếc xe máy đi thì được, nhưng nếu có thêm một người thì tránh không được. Ông cũng thông tin thêm, cầu thang của ngôi nhà xảy ra cháy ở trung kính, được thiết kế phía ngoài, Thực tế ở đó có hai nhà, một nhà 5 tầng của chủ nhà và một nhà 3 tầng để cho thuê. Tuy nhiên, một số phòng của nhà 5 tầng cũng cho thuê. Mỗi phòng cho thuê chỉ khoảng 16m2, cầu thang nhỏ. Nội dung thứ hai được Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý là việc kết hợp giữa nhà ở và nhà kinh doanh trong vụ cháy này. Ông Phương kể, nhà cá nhân cơi nới ra để cho thuê, thậm chí kinh doanh toàn bộ khoảng trống của đường vào nhà. Trước đây chủ yếu để lối đi và cây xanh, thì chủ nhà dùng mái tôn che làm xưởng sửa chữa xe máy, xe đạp, xe điện. Phó Chủ tịch cho biết, theo phản ánh ban đầu, vụ cháy bắt đầu khả năng do chập điện, do bình ga, bình khí của xưởng sửa chữa nổ. Khu vực đó vừa có xe máy của người dân, vừa có xe của xưởng sửa chữa. Vì vậy khi phát nổ đã tạo áp lực rất lớn, hất tung toàn bộ mái che tạm, đẩy toàn bộ lên nhà ba tầng. Thượng tướng Trần Quang Phương nói, nhà ba tầng được chủ nhà cải tạo, mỗi phòng cho thuê chỉ khoảng 16m2, cầu thang 6 tốc, khoảng 60 cm thì lối đi cũng chỉ cỡ 6 đến 7 tốc, cửa vào hẹp, toàn bộ cửa đóng bằng gỗ có khe hở, toàn vật liệu dễ cháy, do đó khi phát nổ bùng hết lên, toàn bộ áp lực tạo nên ngọn lửa có khí rất đậm đặc. Theo ông, nếu các vụ cháy nhà trước đây tỷ lệ chết ngạt nhiều hơn chết cháy thì riêng vụ cháy này, chết cháy nhiều hơn chết ngạt vì cháy sộc thẳng vào từng phòng trọ. Ông kể lại, có một phòng có nhà vệ sinh tương đối kiên cố hơn Người dân vào phòng đó đóng cửa nên thoát được. Phó Chủ tịch Quốc hội Thông tin, tổng số thiệt hại về người như báo chí đưa tin là 14 người, thêm 3 người bị thương, có 7 người thoát được, trong đó có một bạn nữ đi chơi tối không về. Có trường hợp bà cụ 84 tuổi nằm ở tầng 1 nên anh em đưa ra được nhưng bị bỏng và ngạt khí. Ông Phương kể, khi tôi vào thăm, anh em đang cố gắng chữa, còn người con dâu bị nặng hơn, hai đứa cháu một lớp 5, một lớp 7, hít ít khí nên cũng khỏe. Ngoài ra còn có hai vợ chồng thuê nhà thoát ra được. Ông cũng cho biết, khi cháy, chủ nhà khóa cửa vì xưởng của ông ấy ở dưới, trong khi chỉ có một lối đi. Vấn đề rút ra thứ ba theo ông Trần Quang Phương là có lẽ tới đây, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải quy định chặt chẽ hơn điều kiện kinh doanh trong các kỳ ốt, hàng sửa xe, những nơi vừa là nhà ở, vừa kinh doanh. Đoàn Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng An ninh đã đi khảo sát nhiều lần. Hầu như Hà Nội và các thành phố lớn tình trạng tương tự không ít. Đây là câu chuyện làng lên phố và sự bất cập của quy hoạch. Chúng ta chia buồn sâu sắc với bà con, Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ. Theo ông Phương, những khu vực như vậy bây giờ giải tỏa thì khó vì người dân đã sinh sống lâu đời, nhà rất cũ, xây dựng từ rất lâu. Bây giờ chỉ có phát triển các khu đô thị mới và từng bước đưa các khu đó thành đô thị cổ để tham quan, còn ở thì không an toàn. Vào khoảng 0 giờ 15 phút dạng sáng 24 tháng 5, xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại căn nhà trọ số 1, ngách 43 trên 98 31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, gây thương vong lớn về người. Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn, xảy ra vào dạng sáng ngày 24 tháng 5, ngọn lửa xuất phát từ sân tầng 1, nơi kinh doanh và sửa chữa xe đạp điện. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng và tỏa khói đen bao phủ gần như toàn bộ ngôi nhà. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên từ căn nhà trọ tại 119 trung kính. Mặc dù người dân xung quanh ra sức chữa cháy, nhưng ngọn lửa đã bao trùm rất nhanh ngôi nhà. Không giờ 52 phút, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu vực số 2, phòng PC07 tiếp cận hiện trường. Khoảng 1 giờ 5 phút, lực lượng chữa cháy của công an quận Cầu Giấy được chi viện hỗ trợ lực lượng chữa cháy của phường và tìm kiếm cứu nạn. Sau 10 phút tổ chức chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Từ 1 giờ 30 phút đến 3 giờ 30 phút, đội hỗ trợ sơ cứu Fast Enzo đã tiếp cận, vận chuyển các nạn nhân từ trong nhà ra đến xe cấp cứu. Rất nhiều trăn dạ được huy động để quấn cho các nạn nhân. Sau khi khống chế ngọn lửa, các thành viên Fast Enzo cùng lực lượng chức năng tiến vào bên trong ngôi nhà để tìm kiếm nạn nhân còn sống sót và hỗ trợ đưa người tử vong đến nhà tang lễ gần nhất. Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo thành phố có mặt tại hiện trường vụ cháy ngay sau khi nhận được tin báo. Tại hiện trường vụ cháy sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói dành mọi sự ưu tiên cứu chữa người bị thương và hỗ trợ gia đình người bị nạn. Ông đề nghị chính quyền địa phương sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác có mặt tại vụ cháy để chỉ đạo khắc phục, trong đó có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, gồm hai dãy nhà, một nhà hai tầng, một nhà ba tầng một tum và nằm ở khu dân cư đông đúc, xa đường lớn. Trước cửa ngôi nhà treo tấm biển quảng cáo lớn dịch vụ mua bán sửa chữa xe đạp điện, xe máy điện. Cảnh tan hoang của hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn, khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương. Bên trong sân nhà trọ ngổn ngang khung xác của xe máy điện, xe đạp điện. Chị Võ Thị Hoài An, người dân sống trong khu vực cho biết, em phát hiện vụ cháy vào khoảng lúc 0 giờ 25 phút Em và người thân đã dùng bình cứu hỏa ở trong nhà để hỗ trợ dập lửa, ngay sau đó lực lượng cứu hỏa xuất hiện thì em mới ngừng hỗ trợ. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thăm hỏi bệnh nhân tại bệnh viện Giao thông Vận tải. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời hỏi thăm chia buồn tới thân nhân các gia đình có người bị nạn trong vụ cháy. Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo các sở ngành liên quan, phối hợp Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, tổ chức thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân, mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương. Cũng trong sáng xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà tăng lễ Cầu Giấy, nhiều người nhà của các nạn nhân của vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội đã tới để xác nhận danh tính người tử vong. Đêm ngày 23 dạng sáng ngày 24 tháng 5, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại ngõ 119, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, khiến 14 người tử vong và 3 người khác bị thương. Sau vụ việc, nhiều ý kiến bày tỏ, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm? Trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có chia sẻ dưới góc độ pháp lý. Ông Cường cho rằng đây là vụ hỏa hoạn thương tâm khiến nhiều người chết, một số người bị thương, thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, do đó cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để có hướng xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Theo Tiến sĩ Cường, nếu kết quả điều tra cho thấy vụ cháy có người cố ý gây ra, đây sẽ là hành vi giết người, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án về tội giết người để xử lý đối tượng cố tình gây ra vụ cháy trường hợp kết quả xác minh cho thấy vụ cháy là do nguyên nhân khách quan không có lỗi cố ý của tổ chức cá nhân nào cơ quan chức năng vẫn xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy của khu nhà trọ để xử lý theo quy định của pháp luật theo đó cơ quan chức năng sẽ làm rõ chủ sở hữu người quản lý tòa nhà này là ai việc kinh doanh cho thuê có đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy hay không đồng thời sẽ kiểm tra giấy phép xây dựng xác định thời điểm xây dựng để đối chiếu với các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy an ninh trật tự để xác định trách nhiệm của chủ đầu tư đơn vị quản lý ngôi nhà này Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra, người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại khoản 3 điều 313 bộ luật hình sự trong vụ việc này việc xây dựng ngôi nhà có giấy phép hay không có đúng với bản thiết kế hay không có đảm bảo đúng quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại thời điểm xây dựng và quá trình sử dụng ngôi nhà hay không và những vấn đề quan trọng để xác định chủ đầu tư công trình người quản lý công trình xây dựng này có tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy hay không trường hợp xác định có lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy dẫn đến hậu quả vụ cháy xảy ra người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm phòng cháy chữa cháy Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy không có hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, nhưng có căn cứ cho thấy đã có cá nhân có lỗi trong việc bảo quản sử dụng các nguồn điện, nguồn nhiệt gây ra đám cháy, cũng có thể xử lý người vi phạm về tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình sự. Về nguyên tắc, là hành vi có lỗi gây thiệt hại đến tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe tài sản của người khác, người có lỗi sẽ bị xử lý hình sự, tùy thuộc vào loại lỗi mà sẽ bị áp dụng cho những tội danh tương ứng. Thiệt hại trong vụ cháy này là rất nghiêm trọng, số người chết cho đến nay có tới 14 người và 3 người bị thương. Hậu quả của vụ cháy là đặc biệt nghiêm trọng, nên chỉ cần cơ quan chức năng xác định sự việc có lỗi là sẽ xử lý hình sự, không phụ thuộc vào lỗi cố ý hay lỗi vô ý. Việc tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, về sử dụng công trình, phải đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy cũng như là an toàn công cộng là những vấn đề quan trọng để xác định có hành vi vi phạm pháp luật đến mức xử lý hình sự hay không. Cũng theo luật sư cường, nếu xác định được tổ chức cá nhân có vi phạm dẫn đến vụ cháy xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình các nạn nhân và cho nạn nhân bị thương. Thiệt hại bao gồm tiền chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút của người bị thương, bồi thường tổn thất về tinh thần. Ngoài ra, đối với nạn nhân tử vong, người vi phạm còn bồi thường chi phí mai táng và nghĩa vụ cấp dưỡng với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng. Đối với tài sản bị thiệt hại, người vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại trên cơ sở những thiệt hại thực tế về tài sản đã xảy ra trao đổi với phóng viên về vụ cháy trên luật sư cường cho rằng những nhà ở riêng lẻ kết hợp đa mục đích vừa ở vừa cho thuê hiện pháp luật không cấm tuy nhiên cùng với việc đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy còn rất nhiều vấn đề đặt ra trong đó quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn cho các khu trọ nhà trọ thấp tầng vẫn chưa được hoàn thiện những nhà thiết kế xây dựng từ rất lâu, quy định về phòng cháy chữa cháy có những thay đổi, có nhiều quy định về phòng cháy chữa cháy không còn phù hợp, dẫn đến nhiều trường hợp khó xử lý, khó khắc phục và vấn đề an toàn về phòng cháy chữa cháy hiện vẫn là vấn đề bỏ ngỏ. Nói cách khác, với những tòa nhà đã được xây dựng nhiều năm trước đây, hệ thống phòng cháy chữa cháy đã xuống cấp, vấn đề an toàn về phòng cháy cũng là vấn đề đáng báo động. Ngoài ra, những tòa nhà dưới 7 tầng do người dân tự xây dựng để ở, kết hợp với mục đích kinh doanh cho thuê trọ Quy định về phòng cháy chữa cháy còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng trong thực tiễn, có những cách hiểu khác nhau. Những tòa nhà người dân vừa ở vừa kết hợp cho thuê theo kiểu gia đình ở chung cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhưng quy định về phòng cháy chữa cháy đối với những trường hợp này chưa rõ ràng cụ thể, chưa phù hợp, dẫn đến nguy cơ cháy nổ rất cao nhưng khó xử lý bởi vậy ngoài việc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý đối với các tổ chức cá nhân vi phạm cơ quan chức năng cũng cần ra soát các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy kiểm tra đánh giá hiện trạng thực tế về việc cho thuê phòng trọ đặc biệt là những nhà ở riêng lẻ kết hợp với cho thuê trọ để có những quy định phù hợp với vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy Ngày 24 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 52 CDTTG Hòa Tốc về vụ cháy nhà dân tại địa chỉ số 43 trên 98 trên 31, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công điện gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo một số nội dung. Theo đó, phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo vụ việc. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chú đáo kịp thời động viên hỗ trợ vật chất tinh thần, gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Thủ trưởng các bộ ngành cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là luật phòng cháy và chữa cháy. Chỉ thị số 01 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ra soát lại các quy định của pháp luật và điều kiện về phòng cháy chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh cho thuê trọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2024. Kiểm tra phân loại có ngay giải pháp về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng.